Trần Quốc Toản sinh năm 1267, mất năm 1285, hay Hoài Văn Hầu hoặc Hoài Văn Vương, thuộc dòng dõi tông thất nhà Trần, sống ở thời kỳ trị vì của Trần Nhân Tông. Trần Quốc Toản là danh tướng thời nhà Trần, gắn liền với hình ảnh lá cờ thêu 6 chữ vàng và câu chuyện bóp nát quả cam, thể hiện chất khí yêu nước của một cậu thiếu niên chỉ mới 15 tuổi. Trong cuộc chiến chống quân Huyền Mông lần thứ hai, ông đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng của dân tộc với các trận thắng đi vào lịch sử như Tây Kết, Chương Dương Độ, Sông Như Nguyệt. Năm 1285, trong một lần truy đuổi quân giặc, Trần Quốc Toản đã không may hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Vua Trần Nhân Tông vô cùng thương tiếc, truy tặng Trần Quốc Toản tước Hoài Văn Vương. Hình ảnh Trần Quốc Toản cùng lá cờ thêu 6 chữ vàng thể hiện tinh thần yêu nước quật cường của dân tộc Việt Nam ta.